Đánh đi. Đánh đi thôi giờ này. Mẹ mà đánh chết cha bây giờ. Làm nhau bây giờ. Em được 35 giây. Đây là mâm cước theo máy, mâm cước tự động luôn. Đợi tí. Ừ. Mâm cước xịn sò luôn, mới đi Japan nhá. À, đây, Made in Japan này. Mông cước tự động nhá. Kết hợp với cước Pháp, vụt thì rách người luôn. Thang thử một. Em phải nghiêng xuống, vụt sát đất luôn. Sạch đất luôn, không còn tí nào luôn. Wow, luôn. Rồi về lên tí. Rồi mang về đi. Mấy người đẹp. Mặc cái áo mưa vào khổ quá. Và đi phát cỏ vụt cỏ nhưng mà áo mưa nhá. Test nhanh một đoạn video về chiếc máy 226 ngu xịn. Đây là cụ của cái máy hu này, là cái máy này. Con này thì còn cái luôn. Nguyên ơi, ra giật con này cho anh xem. Kéo lên luôn. Con này vừa đè vừa giật. Bựa. Con tác này. Đấy. Quá ngon luôn. Gà phát. Quá nguy hiểm. Thôi. Mày chưa vụt được máy kia không bắt đèn đấy. Cái khô đuổi dạng.